Limosa. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Mùa hè oi bức thế này, còn gì tuyệt hơn khi đi làm về mệt mỏi là được bước vào căn phòng mát lạnh, dễ chịu. Nhưng sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bạn có thể điều khiển chiếc điều hòa của mình ngay cả khi đang trên đường về nhà. Ở video này, Limosa sẽ hướng dẫn bạn cách biến điều đó thành hiện thực, giúp bạn điều khiển chiếc điều hòa thương hiệu Comfy một cách dễ dàng chỉ với chiếc điện thoại thông minh. Trước hết, hãy cùng Limosa tìm hiểu về các tính năng ứng dụng điều khiển. Giao diện bảng điều khiển sẽ bao gồm 5 chế độ chính. Chế độ làm lạnh, giúp làm lạnh không gian. Chế độ hút ẩm, giúp hơi ẩm có trong không gian, giúp người dùng cảm thấy thoải mái khi bước vào phòng. Chế độ quạt, giúp điều chỉnh công suất quạt cho thiết bị. Chế độ tự động, khi kích hoạt chế độ này, máy sẽ tự động điều chỉnh các thông số phù hợp với nhiệt độ hiện tại của phòng. Bảng điều chỉnh nhiệt độ, giúp người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ của máy. Bên cạnh các chế độ chính, máy cũng các chế độ phụ hỗ trợ gồm chế độ điều chỉnh tốc độ gió, giúp người dùng có thể điều chỉnh được tốc độ gió thổi ra từ thiết bị. Chế độ yêu thích, giúp người dùng có thể lưu lại thông số thiết lập máy tính mà mình yêu thích, từ đó thuận tiện hơn trong việc sử dụng máy. Chế độ điều chỉnh hướng gió, giúp người dùng có thể điều chỉnh hướng gió thổi phù hợp với vị trí của mình. Thao tác. Bước 1. Tải ứng dụng NetHome Plus trên CH Play hoặc App Store và cài đặt. Bước 2. Sau đó mở ứng dụng và tiến hành đăng nhập thiết bị. Bạn có thể lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Google hoặc tự tạo tài khoản cho riêng mình. Bước 3. Sau khi đăng nhập, chọn vào mục thêm thiết bị. Sau đó chọn mục điều hòa treo tường. Bước 4. Dùng remote mở máy lạnh. Sau khi máy lạnh đã được mở trên remote, người dùng nhấn phím LED 7 lần để kích hoạt chế độ Wi-Fi. Bước 5. Sử dụng điện thoại kết nối với Wi-Fi của thiết bị máy lạnh phát ra. Bước 6. Cuối cùng, một màn hình giao diện sẽ được hiện lên yêu cầu người dùng kết nối với Wi-Fi Internet nhà. Người dùng sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi như bình thường để tiến hành ghép nối. Bước 7. Sau khi hoàn tất, màn hình chính sẽ xuất hiện một ô điều khiển. Người dùng bấm vào ô điều khiển để tiến hành truy cập vào bảng điều khiển máy lạnh để tiến hành sử dụng. Với nội dung hướng dẫn sử dụng điều khiển máy lạnh Comfy Inverter bằng điện thoại trên Limosa, hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể sử dụng máy lạnh một cách hiệu quả nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa. Bạn có thể kích vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải nhé.